Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của anh Quang để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai ha. Phôi mai đẹp không à quý vị? Để con biết một việc đây ha. Em chào anh. Chào anh Tấn, chào tất cả mọi người. Thì hôm nay em có đem về một số phôi mai vàng và tứ quý. Thì cùng giao lưu với mọi người. Thì địa chỉ quen thuộc của em là ở ấp Hòa An, xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại giao lưu của Quang là 0982461007. Thì bữa nay hình thức ship là em bao ship toàn quốc luôn mấy vậy. Rồi, vô cây số 1 luôn anh Tấn. Rồi, mã số 1 là một cây mai vàng nha mấy vậy. Mai vàng. Cao là 50. Hoành em nói luôn. Hoành là 26. Rồi, chính xác quý vị ơi. Để ha. Để cải đều ha. Giao luôn nhiêu anh? Giao luôn giá 600 anh. Rồi, xuống cây 600.000, bao ship toàn quốc luôn. Mã số, mã số 2. 2 cũng là một phôi mai vàng nha mấy vị. Rồi, cao luôn. Cao nó là 62. Rồi, 62 cao. Hoành Hoành là 30, 32. 33 tính là 32 thôi. Rồi, 33 yếu xíu xíu. Rồi, giá luôn nha anh. Luôn giá 800 anh. 800. Rồi, giá hữu nghị ha. Hoành 32. 800.000 quý vị ơi. Giá yêu thương ha. Rồi, mã số 3. Mã số 3. Cũng là một phôi mai vàng luôn. Rồi, cao. Cao 140. Rồi, mét 4 ha. Rồi, quanh em nói luôn. Bật ra. Thước này, nhiêu đây? 34. Rồi, 34. Rồi, giao luôn nhiêu đây? Giao luôn giá 1 1 triệu tư anh. Rồi, triệu tư. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục là mã số 4. Mã số 4. Số 4, số 4 đó. Rồi, số 4. Rồi, kéo. Kéo. Cao em nói là 120. Rồi, 120. Hoành. Hoành nhiêu đây? Hoành là 35. Rồi, 35 hoành. Đó, hậu cho cái cũ cái mấy vị coi cái cũ. Cũ 50 nha mấy vị. Rồi, cũ 50 luôn ha. Cũ bự quá ha. Rồi, giao luôn nhiêu đây? Giao luôn giá 2 triệu mốt anh. Rồi, xuống cây. Rồi, nổi không? Ơi, mạnh dữ ha. Rồi, mã số, mã số 5. Rồi, số 5 cũng khá cao đây. Cho chiều cao nó luôn ha. Cao luôn khoảng 1m6 anh Tấn ơi. Rồi, 1m6 gì? Quanh em nó 35. Rồi, cái này chắc mình phải quay chậm chậm cho quý vị thấy dễ nha. Vậy. Đó, tại vì cúp điện không có tắm rửa em mút gì chậm, được. Chậm chậm dừng chỗ này. Đó quý vị đây không không thấy con rễ bự bự ha. Vậy. Tại nay cúp cúp điện nên không có tắm cho em nó sạch băng thấy rễ lắm ha. Cây này rễ đều nha quý vị. Rồi, giao luôn nhiêu đây? Giao luôn giá 2 triệu 2 anh. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo là số 6. Số 6. Đó, cái dáng nó vậy đó. Dài là 52. Rồi, hoành luôn. Hoành. Kéo ngang lên. Hoành là 31. Rồi, chính xác. Nó vậy đó quý vị. Đây, để nó trên đây mình chụp xuống nè. Rồi, vô luôn nha anh. Vô luôn giá 900 anh. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo là mã số 7. Số 7 ha. Một phôi mai vàng nha mấy vị. Rồi, cho chiều cao nó luôn. Cao nó khoảng 1m8 anh Tấn ơi. Rồi, 1m8 quý vị. Rồi, đoạn này nó dính nhau đây chắc mà từ nhỏ tới giờ đây ha. Rồi. Dính có cái ổ. Anh nhìn thấy lạ ha. Đó, ôm nhau từ dính đâu hồi nhỏ rồi ha. Hoành 35. Rồi,
Rồi, củ đẹp ha. Nguyên cái củ đế luôn nè mấy vị. Cái củ có hậu cho mấy vị coi. Cái nồi đế coi. Nguyên cái nồi đế. Cái nồi đó đâu đó vậy? Nồi kéo hết ra luôn. Rồi cái nồi 115. Rồi. Củ hết biết rồi. Rồi cái củ này đẹp nè. Giao luôn nhiêu đây? Giao luôn giá 3 triệu rưỡi anh. Rồi, củ quá xá đẹp rồi, xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là số 8. Rồi cao luôn. Cao là 128. Rồi 128 ha. Con số tay cành thôi quý vị. Rồi mình kéo xuống dưới luôn nha quý vị ơi. Quanh là 32. Rồi chính xác ha. Để đây quý vị. Rồi báo giá luôn. Vô luôn giá 1 triệu 3 anh. 1 triệu 3. Rồi xuống cây luôn. Rồi lên cây tiếp theo là số 9. Số 9 à, quý vị. Một phôi mai vàng ha. Có số tay cành này quý vị. Đó. Tay cành này ha. Cao khoảng 2 thước anh Tấn ơi. Rồi tầm khoảng 2 mét. Rồi. Tay cành đều lắm. Số tay cành khá đều. Rồi quanh em nó luôn. Lật thước ra. Lộng thước lại. 40. Rồi để đây quý vị. Rồi. Giá luôn nhiêu anh? Giá luôn giá 3 triệu 2 anh. Rồi bao ship toàn quốc luôn. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo. Số 10. Lùng lực luôn. Cao luôn. Cao là 40. Rồi xe giúp em vòng luôn. Rồi cho cái quành em nó luôn. Quành là 32. Chính xác. Để đây quý vị. Rồi cho luôn như anh. Vô luôn giá 1 triệu 8 anh. Rồi xuống cây luôn. Đây. Rồi mã số tiếp theo. Mã số 11 anh Tấn ơi. À. Cây này cũng khá là bự quá cho nên để ở dưới quay nhìn quý vị rinh lên không nổi quý vị ơi. Cao đây, trực ha. Rồi, cao tầm bao nhiêu mét đây? Đó là 1,5 m ở trên còn cao khoảng 2,5 m anh Tấn ơi. Tầm 2,5 m ha. Ờ. Dán trực nha mấy vị. Băng luôn á. Có tay cành bự, bự dưới đây luôn ha. Rồi, cho cái quành em nó luôn. Rồi, quành em nó đây. Rồi. Này đôi là chắc hai vị trí quá anh Tuấn ơi. Rồi, đó hai vị trí ha. Quành ở trên đó là 35 quành. Rồi, hai vị trí là đo tới vị trí cổ rễ hay là cổ đất gì đây ha, cổ rễ ha quý vị. Cổ rễ là 47 ha. Rồi. Rồi, để đẹp nè quý vị. À, để xè đẹp ha. Đó. Đấy, đẹp ha. Củ ha quý vị. Đó, mình đi cũng giáp vòng ha. Rồi cái này giao luôn nhiêu đây anh? Giao luôn 4 triệu mốt anh. 4 triệu mốt dạ. Ship toàn quốc luôn không? Còn ship toàn quốc luôn. Toàn quốc luôn ha. Dạ. Rồi mã số tiếp tục là mã số 12. Mã số 12. Một phôi mai vàng cũng to nên không đưa bằng quay nổi nha quý vị. Rồi cho chiều cao của em nó luôn anh Quang ơi. Chiều cao em nó khoảng 1,8 anh. Rồi khoảng 1,8 ha. Đoạn dưới đây con số tay cành cũng rất là lực đi ha quý vị. Đó, thoát thân này khoảng nhiêu đây anh? Mấy đây ha. Rồi đó cũng được. Thoát thân khoảng 61 anh. Rồi thoát thân 61. Rồi quanh em nó luôn. Của anh em nó là 41. Rồi 41. Rồi mình đi vòng nha quý vị. Thân lực.
Rồi cái này giao lưu nhiêu đây anh? Giao lưu giá 3,5 triệu anh. Rồi ship tầm quát luôn ha. Dạ. Rồi qua cây mới. Rồi mã số tiếp theo là 13 quý vị ơi. Rồi cao luôn. Cao em nó là 100 anh. Rồi đúng mét luôn ha. Rồi tay cành đây quý vị. À, tay cành cũng khá quá ha. Mấy vậy? Rồi chính xác. Chứ cũng nở nha quý vị, để nở ha, hoành 35 để cũng nở lắm nha quý vị. Đó. Đây cũng quá xá nè. Rồi, giao lưu nhiêu đây anh Quang? Giao lưu giá 3 triệu mốt anh. 3 triệu mốt, rồi xuống cây. Đây, mã số 14 quý vị ơi. Một cây khá cao đây. Đó, tí mấy tàu lá dừa luôn ha. Đó, án tàu lá dừa rồi, xe qua bên đây. Đó, rồi dân đó quý vị, đọt ở trên ha. Rồi cây này cao chắc khoảng 2,5 m rồi ha. Khoảng nằm tầm 2,5 m anh Tuấn ơi. 2,5 m nha quý vị. Thôi mình kéo xuống nha quý vị ơi. À. Rồi quanh em nó luôn. Quanh 31 anh. Rồi chính xác. Để của em nói đây. Rồi giao luôn nhiêu đây? Giao luôn giá 1,6 triệu luôn anh. Rồi 1,6 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo 15 quý vị ơi. Đó, khá cao đây ha. Rồi cao cũng có khoảng 2,5 m anh Tuấn ơi. Rồi 2,5 m luôn nha quý vị. Có số tay cành trên ha. Rồi kéo rà rà xuống luôn nè quý vị ơi. Đó. Đó ha. Số tay cành ha quý vị. Rồi cho cái quành em nó luôn. Nhiêu? Quành là 39. 39. Rồi để đây quý vị. Rồi vô luôn nhiêu anh? Vô luôn giá 3,2 triệu anh. Rồi 3,2 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục. Mã số 16 là tới phôi tứ quý hết mai vàng rồi mấy vị. Tứ quý quý vị ơi, cao. Cao là 102. Rồi 102 tứ quý. Mã số 16. Số tay cành trên đây quý vị. Rồi qua anh em nói luôn. Quanh 33. Rồi chính xác. Rồi báo giá luôn. Vô luôn giá 2,1 triệu anh. Rồi xuống cây. Mã số 17 tứ quý luôn quý vị ơi. Rồi cao. Cao là 75. Rồi 75 cao. Mã số tay cành quanh là 28. Rồi chính xác. Để đây quý vị. Đó. Rồi giao luôn nhiêu đây? Giá 1,3 triệu anh. 1,3 triệu. Rồi xuống cây. Lên cây mới luôn. Rồi mã số 18 đây quý vị ơi. Cũng là một kho tứ quý nha mấy vị. Rồi cao. Cao nó là 146. Rồi có số tay cành ha. Đó. Rồi quanh em nó. Quanh là 37. Rồi chính xác. Rồi báo giá luôn. Giá 3 triệu anh. 3 triệu bao ship toàn quốc. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo 19 quý vị ơi. Cũng tiếp tục là một phôi tứ quý luôn ha. Tứ quý. Rồi cao. Cao cũng 1,5 m anh. Rồi 1,5 m. Tay cạnh ở trên nè quý vị. Cũng quá xá trên này ha. Rồi qua anh em nói luôn. Quanh là 36. Rồi chính xác. Vậy đó cái cũ cho mấy vị, cái cũ đặt luôn nha mấy vị. Rồi cái cũ. Cũ là 62. Rồi.
Rồi báo giá luôn. Vô luôn giá 3,2 triệu luôn anh. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp tục là 20. Tuyển quý luôn à, quý vị ơi. Đâu? Đâm nó là 92. 92. Rồi hoành luôn. Hoành là 28. Rồi chính xác. Có cụ đế nè, để lực hang. Cụ đế là hết biết đấy. Rồi giao luôn nhiêu đây? Giao luôn giá 1,8 triệu anh. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo 21 quý vị ơi. 21. Rồi 21. Rồi cao. Cao là 82. 82. Rồi xây dòng giúp em. Đó vậy. Thân nó vậy ha. Rồi quanh luôn. Như đây, như đây. Cái gì rung dữ vậy? Quanh là 30 tính 59 thôi. Rồi 29 quanh. Để ha quý vị. Đó. Rồi giao luôn như đây. Giao luôn giá 2 triệu anh. Rồi xuống cây. Mã số 22. Tiểu quý luôn nha quý vị. Tiểu quý luôn mà gì? 65. Rồi 1 2 3 4 5. Ngũ phúc ha. Đây, ngũ phúc đây. À. Quanh 32. Rồi. Yếu một chút không? Ừ. Yếu một chút thì tính 31. Ờ, tính 31. Rồi để cho em đây. Rồi, giao luôn như đây. Giao luôn giá 2 triệu 2. Rồi, xuống cao luôn. Rồi mã số tiếp theo. Số 23 cũng là một con chú quý như vậy. Rồi cao. Cao hết thước anh ơi. Hết rưỡi quý vị ơi. Rồi quanh 26 ha. Rồi đo cái nồi đế này. Rồi đo cái nồi luôn đi. Nồi này bự à. Nồi này cũ đế đặt đây ha. Úm nhẹ nhẹ thôi. Túm túm nhẹ nhẹ. Ờ úm nhẹ nhẹ thôi chứ siết nó giọt mất tiêu à. 85 đi anh ơi. Rồi 85. Cái nồi này nồi đặt tại không có tấm rửa em mốc vì nó giòn nó không có mới. Rồi cho luôn nhiêu đây? Vô vô giá 2 triệu anh. Rồi. Xuống cây. Rồi. Lên cây mới luôn. Lên cây mới luôn. Tông tầng dù, mã số 24. Số 24. Rồi, cao. Nhiều, động thức. Cao 91 anh. Rồi, 91. Nguyên cái vụ ở trên luôn ha. Nguyên cái vụ luôn á. Mình giờ đo làm sao? Đo cái hoành này đó rồi cái củ ở cái hoành trên nha. Hoành thì 23. Rồi, còn cái cụ cái củ dưới này xích dưới này, củ đặt luôn. Đặt nhiều. Đặt là 30 33. 32 vậy ha. 32 đi cho chắc đi. Rồi. Đó. Rồi, giá luôn nhiêu đây? Giá luôn giá 1,7 triệu anh. Rồi, 1,7 triệu ha. Rồi, bao ship toàn quốc rồi xuống cây. Mã số 25. 25. Cao. Cao 38. Rồi chính xác. Quanh. Quanh 23. Rồi chính xác. Để đây. Đi. Đây có những cái gì chậm chậm nha. Đó. Ở đây cũng có hai cọng rễ nằm ở đây nhưng mà nó hơi đen đen cái gì không thấy. Đó, rồi. Đủ ha, rễ đủ cái gì rồi, giao luôn vô đây. Giao luôn giá 800 anh. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo là 26. 26. Cao. Cao 64. Rồi, 64. Quanh là 28. Rồi, chính xác. Để đây. Rồi, giao luôn như đây. Giao luôn giá 1,3 triệu anh. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo 27. 27. Tiểu quý luôn nha quý vị. Rồi, cho chiều cao nó luôn. Cao 1,5 m luôn anh.
Rồi, mét rưỡi cao ha, có số tay cành đây quý quý vị ơi. Đó, kéo rà rà quý vị xem ha. Dán lắc nhẹ đây ha. Quanh em nói luôn. Quanh là 25. 25 ha, 25 ngày tìm ha. Này nguyên cái nồi luôn nè mấy vị. Nồi đặt luôn ha. Nồi đặt luôn á. Rồi kéo ngang qua coi. Nhiều 110 ha. 110. Rồi cái nồi 110. Này cái nó nồi nằm trong cái bồn nè. Cái cửa tủ sổ nữa cho mấy vị xem cái cuối cùng luôn. Sổ là 26. Rồi. Rồi, cái nền giao luôn nhiêu đây? Giao luôn giá 1.9 triệu anh. Rồi, 1.9 triệu nha quý vị. Mã số 27 cũng là mã số cuối của clip rồi quý vị. Thì trong quá trình xem quý vị thích cây nào thì cứ mạnh dạn alo anh Quang nha quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.